Và hôm nay chú đặc biệt báo tin cho con biết. Hy vọng cái món quà này không biết con có mừng hay không. Khi nào chú nói xong thì con tự cảm nhận như thế nào ha. Là một chị gái sẽ dành Dạ. tặng cho con. Và Một sau khi chiếc. nghe thông tin này con có lời nào gửi lời cảm ơn đến cô Vân không? Dạ, con cảm ơn cô Vân rất nhiều luôn á. Con không biết nói gì hơn đâu, con cảm ơn cô Vân. Ba con có Rồi. vợ chưa? Có vợ một có rồi. Ba con có vợ mới rồi. Thiệt không? Thiệt. Không buồn. Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Bảnh tới nhà bé Thanh Thư đó cô chú anh chị để báo tin cho bé Thanh Thư biết một cái tin vui. Và cái tin này chút xíu nữa bé Thanh Thư đi về Bảnh sẽ quay và bật mí cho cô chú anh chị cùng xem ha. Và bây giờ bé Thanh Thư cũng đang là đi nhận thuốc cho bà ngoại rồi. Và được thông tin là nghe nói là bà ngoại đang bị bệnh lao phổi gì đó cô chú anh chị. Bởi vì cũng mới bất ngờ luôn. Và hôm nay đứng trước màn hình đây của chú anh chị là bé trai, là con của cậu Út của Thanh Thư. Hôm trước là chú có quay con nhưng mà hơi tối quá. Bữa nay chú hỏi thăm coi con là tên gì nè. Dạ, con tên là Kim Minh Khang. Tên Khang. Dạ. Con mấy tuổi? Dạ, 11 tuổi. 11 tuổi. Là mẹ bỏ. Dạ. Mẹ bỏ lúc mấy tuổi nhớ không? Lúc đó là con chưa tròn 2 tuổi. Chưa tròn 2 tuổi. Vậy là con đỡ hơn chị Thư. Chị Thư 12 tháng à. Rồi nói nghe nè, con mang quần áo số mấy vậy? Biết không? Mặc quần áo số mấy? Dạ, số 35. 35 là số áo ha. Là số 35. Và dép. Dép là số mấy? Dạ, số 33. 33. Rồi đi học hàng tháng gì đó, ba có gửi tiền gì để mua đồ dụng cụ không? Con thiếu gì? Con chỉ thiếu giày. Thiếu giày sao không nói với ba? Tại ba có gửi 200 nhưng mà không có đủ. Ba có gửi 200-300 thôi, không có đủ. Giờ có giờ là thiếu giày thôi để đi học phải không? Một quần áo sao mấy bộ? Dạ, có 2-3 bộ à. 2-3 bộ thôi. Quần áo đi học mấy bộ? Có 3 bộ, 2 bộ thể dục chứ bộ bình thường. Nói chung bé cũng cao á cả nhà. Tại vì có một chị Mạnh Thân Vân nói là Bảnh là đến đây quay tiếp cho bé Khang để chị biết ước tính cái thân hình của bé như thế nào để mua quần áo gửi về đây của chúng chị, kể cả giày dép và bé Thư nữa. Và điều đặc biệt nữa chút xíu bé Thư gì á thì Bảnh sẽ bật mí cái món quà đặc biệt chị đó sẽ gửi tặng cho bé Thư. Mà Bảnh đang suy nghĩ, đang các cô chú anh chị đang tính ra là món đồ gì đó chắc chắn về vấn đề này. Tại vì bé Thư không có cái món đồ đó chắc cô chú anh chị cũng biết rồi, mà được hôm nay thì được Mạnh Thường Vân sẽ gửi tiền về đây để mua cho bé. Và chút xíu nữa Bảnh sẽ bật mí cho cô chú anh chị cùng nghe ha. Và hôm nay thì chị Thư nấu gì cho con ăn? Dạ, nấu rau xào với thịt kho. Chưa ăn cá hộp hả? Cá hộp ăn chưa? Chưa. Chưa ha. Bữa nay chiều đi khui được rồi. Mình vẫn Dạ. luôn có gách đáy gách gì không? Không. Rồi thường thường nếu mà gách đáy ai may cho? Bà nội. Bà nội may, bà nội bị gì sao may? Bà nội ít lắm. Ai may? Chị Thư có may không? Có. À chị Thư may quần áo cho con luôn hả? Ủa chị Thư có tắm cho con không? Hay con tự tắm? Con tự tắm. Đã tắm ở đâu? Nhảy xuống xuống sông rồi hả? Dạ. Ồ. Mai mốt không có nhảy nữa nghe, mai mốt có cái nước sạch thì bơm nước lên là tắm ấy nghe, đừng có nhảy xuống nữa. Dạ. Tóc tai rồi chắc mai mốt chú kêu chị Thư dẫn đi hớt tóc cho lại cho đẹp trai quá. Con có mấy anh em nè? Dạ, con có đứa em à. Đứa em mà em con đâu? Mẹ lấy đi rồi, bắt đi rồi. À mẹ bắt đi rồi. Có em gái à. À em gái. Có còn gặp mẹ không? Không gặp luôn. Con có nhớ mẹ không? Cũng nhớ. Cũng nhớ ha. Mà thương thương ba với mẹ ai thương nhiều hơn? Con chỉ thương ba với mẹ nhưng mà mẹ bỏ rồi. Chỉ thương ba với mẹ nhưng mà mẹ bỏ, vậy là bây giờ không còn thương mẹ nữa không? Có thương chị Thư không? Có. Tại sao?
Tại vì chỉ cho con đi học. Ừ. Rồi bà nội hả gánh vác cho con. Ừ. Để bán buôn súng cho con tiền đi học chứ mua quần áo. Trời ơi xót cái gì. Vậy là con thương mà bà nội giống như chị Thư và thương cả chị Thư luôn đúng không? Dạ. Cố gắng đi con, chú sẽ từ từ giúp đỡ cho con. Thí dụ hàng tháng vậy chú sẽ đến đây quay rồi mạnh thân Vân sẽ giúp đỡ cho con để cho con sạch sẽ chút xíu, mai mốt tắm rửa phải kỳ hồn ra nghe. Dạ. Để đi học không có mắc cỡ. Con có xe đạp phải không? Dạ. Biết đạp phải không? Dạ. Và đi học thì về đúng chỗ đúng nơi ha. Dạ. Đúng giờ luôn. Và nhớ hỗ trợ chị Thư, nhớ là lấy nước gì cho bà nội phải không? Bà nội. Dạ. Lấy nước cho bà nội uống, coi hết nước thì thêm nước vô, mai mốt chú sẽ mang cái xe lăn đi cho bà nội ngồi cho thoải mái. Dạ. Của chú anh chị thì Bảnh sẽ mang một chiếc xe lăn đến đây để tặng cho bà nội của bé Khang cũng như là bà ngoại của bé Thư, để mà cho bà ngoại có thể mà ngồi dậy cho nó thoải mái, tại vì thấy bà ngoại cứ nằm trên bộ giạc đó nằm hoài à, thấy tội lắm, muốn cho bà ngoại ra đây cho nó thoáng mát. Má con có vợ chưa? Có vợ mới. Có rồi. Má con có vợ mới rồi thiệt không? Thiệt. Con buồn không nếu ba con lấy vợ rồi sinh thêm em bé nữa, buồn không? Dạ con không chắc. Không chắc là gì? Chia sẻ không chắc cái gì? Con cũng có hơi buồn buồn, nhưng mà con tự tin lên là con mới vượt qua được nó. À, đó chú anh chị. Bé nói ba bé là nghe là lấy vợ chưa, không biết chính xác chưa? Biết rồi. À, là lấy vợ rồi mà có em bé chưa? Luôn rồi. Có luôn hả? Như vậy là ba của bé đã lấy vợ khác nữa rồi, và mẹ cũng lấy chồng khác, rồi hai bên thì không còn ai nữa. Mà bé đã nói á, bé cố gắng vượt qua. Bé bất biết là buồn rồi đó mà cố gắng sẽ vượt qua. Vậy cái số phận của con với chị Thanh Thư cũng ngang tầm với nhau á. Dạ. Nhưng mà được cái là con được một chút xíu là có ba con lên xuống, đúng không? Dạ. Còn chị Thư con là không có ai luôn, cả mẹ ruột và ba ruột cũng không có ai, đúng không? Bởi vì hai đứa con á phải thương nhau, phải biết nghe lời chị Thư. Chị Thư xem như là một chị gái ruột của con đi, tại vì chị Thư phải dạy con học nè. Dạ. Giặt đồ cho con nè, đúng không? Dạ đúng. Đó, rồi nấu đồ ăn cho con nè, con phải thương. Chị kêu bằng chị hai đúng không? Dạ. Giỏi. Hy vọng một ngày nào đó thì chú sẽ mang món quà tới đặc biệt cho con và chị hai của con. Dạ. Nếu một ngày nào đó có mặt đồ mới á, cảm giác như thế nào, vui không? Cũng vui. Nào giờ có ai mua cho chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Ừ. Đó có chú anh chị, một cái số phận đứa trẻ như vậy, nhưng đa phần những đứa trẻ mà bị ba mẹ bỏ rơi thì rất là ngoan và rất là hiền lành, bởi vì thiếu cái sự tình thương của ba mẹ. Nhưng mà được cái được cô chú anh chị với mình thân Vân luôn quan tâm và giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Hy vọng các cặp vợ chồng thấy những đứa con như vậy á thì sẽ thương con mình hơn, không nên bỏ các bé như vậy. Đã mình tạo ra các bé thì mình phải có cái trách nhiệm với bé, sau này để bé có cái tương lai sáng hơn. Nếu mà bỏ rơi như vậy á, sau này không có người quản lý, không có người dạy dỗ thì các bé không biết như thế nào nữa các chú chị. Rất là thương xót cho một cái hình hài như thế này, đầy đủ tay chân như vậy mà không có được thiếu sự tình thương của mẹ, và cả Thanh Thư thì không có tình thương của cha và của mẹ luôn. Điều đặc biệt là hai đứa bé này chị sống nhờ một người bà ngoại. Hồi nãy bé có chia sẻ là ngoại hồi xưa là làm gì, con nói lại cho cô chú nghe coi. Dạ bà nội con hả? Bà là... nội con là ngoại bé Thư á. Dạ. Làm gì? Làm nghề buôn súng. Hồi đó bà nội con gánh bán buôn súng đặng có tiền mua quần áo với mua tập sách. Rồi chị con dạy con chữ. Hồi đó con học lớp 2 à. Sao con nói chuyện con muốn khóc, con sao vậy? Con chia sẻ coi. Con buồn chuyện gì? Hay là con bị gì? Con nói chú nghe coi. Tại... Tại sao? Con chia sẻ thiệt tình với chú rồi. Tại vì con rất là thương nội. À, thương nội. Lý do? Tại vì bà nội nuôi con từ từ nhỏ tới lớn và chăm sóc con rất tốt. Nghe mà rớt nước mắt của chú chị. Vì là con quyết định là ở đây với nội ha. Dạ. Lỡ mẹ con lại xuống kêu đi chồng khác đi không? Không.
cái điều ước mơ lớn nhất của con ở đây là cái gì? Con mơ ước gì sau này là sao nè? Con chỉ ước là có một cái mái nhà rộng, đẹp và có bồn nước. Và con ước là bà nội con sống khỏe. Cái điều mơ ước của con chắc chắn sẽ được thực hiện, tại vì cô chú anh chị biết mình Thanh Vân đang rất là quan tâm những cái trường hợp như thế này, cũng như là hoàn cảnh của Thanh Thư và bé Khang. Thì cái khoan cây nước á, thì con đã biết rồi, chú đã cho người xuống khoan vào ngày mai ha. Và cái mái tôn á, thì bảnh cũng chưa chắc nữa các chú anh chị, tại vì số tiền này á, là xây có một nhà vệ sinh là nó tầm khoảng hơn mười mấy triệu mới có cái nhà vệ sinh để mà kín đáo. Và cái thứ hai, nếu mà dư lại thì bạn tới đâu thì bạn cố gắng gói ghém tới đó, mua tôn để mà lợp cho ba bà cháu có một cái nơi che nắng che mưa trong mùa mưa sắp tới của chúng chị. Thì tôn thì mua cũng rất là nhiều đó, nói chung bạn không ước tính, bạn giá trợ giá Phật chỉ là cho đủ cho khoảng đó thôi. Sau khi mà chú xuống đây chia sẻ đó rồi con vui không? Dạ cũng vui. Cũng vui thôi mà chưa vui mấy phải không? Dạ. Muốn vui hơn chút nữa không? Dạ muốn. Muốn người làm gì cho con vui, con nói chú nghe coi. Chỉ cần có mái nhà được rồi với bà nội sống khỏe. Bà nội sống khỏe. Con đừng có làm cho bà nội buồn, là bà nội vui, là bà nội khỏe đó. Dạ. Đừng có đi đâu xa, bỏ nhà và ráng học. Dạ. Để lo cái tương lai. Đó, chú anh chị nghe đó mà xót. Ở đây đâu có chơi dài hả con, với hai chị em chơi thôi hả? Dạ. Thường ngày có nói chuyện với chị Thư không? Dạ cũng có. Có hay cãi lộn không? Không. Không, mà sao chị Thư nói con lì lắm? Tại cái đó là khác thôi. Là khác là sao? Hồi đó là con cũng có chút nhưng mà bây giờ dạ con biết rồi. Nói chung bé nói thiệt tình với chú chị, lúc còn nhỏ thì hơi là đáo đỡ chút xíu, nhưng bây giờ lớn rồi đã cảm nhận được cái tình thương của bé Thư và bà ngoại. Tại vì ba mẹ không còn nữa, không có lo ở đây, thì bé sẽ sống nhờ chị Thư, thì biết nghe vâng lời phải không? Dạ. Sao nói chuyện muốn rớt nước mắt hả? Muốn khóc hả? Con xúc động hay gì đúng không? Dạ. Rồi bây giờ thì chú tới đây cũng báo tin đó, là có nước sạch là có nè. Và dạ, chú đang nói chung là chú để tính tiền lại để xây nhà vệ sinh cho tụi con tắm, không có cho con xuống sông nữa ha. Dạ. Xuống sông lỡ đĩa nó vô lỗ tai sao ảnh hưởng á ha. Dạ. Tắm rửa sạch sẽ đi học, quần áo đây nè, giờ lắm rồi đó nha. Rồi cảm ơn con đã dành thời gian đến đây với chú. Chút xíu chú đợi chị Thư về để mà nói chị Thư có món quà đặc biệt. Trong thời gian rảnh nè, ta lấy cuốn sách ra ta đọc chữ rồi là học của chương đồ ha. Dạ. Rồi để chú vô chỗ hỏi bà ngoại chút xíu về cái này, tại vì bữa giờ bà ngoại bà nội con á chưa có chia sẻ với chú là ba con lấy vợ. Con nói bây giờ chú phải vô hỏi ngoại nữa có đúng sự thật gì không. Dạ. Ha, chú vô hỏi nghe. Dạ. Có sợ không? Không. Rồi, ok, chốt ha, chú vô nha. Dạ. Bây giờ mời cô chú anh chị cùng vào bên trong đi, cùng gặp gỡ bà ngoại trong nhà ha. Dạ, con chào ngoại. Dạ, lại gặp nhau đó rồi ngoại ơi. Dạ. Lấy ghế chứ. Khỏi khỏi đâu ngoại, để con tự nhiên ở đây. Ngày mai là khoan giếng phải không? Dạ. Dạ. Và ngày mai con sẽ đem cái chiếc xe lăn về đây cho ngoại. Dạ. Cho ngoại ngồi chứ thấy ngoại nằm nóng lưng không? Ngoại coi nóng lưng không? Mới quay lại. Dạ. Ngoại cho con hỏi chút xíu là ba của bé Khang có vợ mới hả? Dạ. Tại hồi nãy bé Khang mới nói á. Nó đi làm ở Bình Dương làm hộ á, một tháng ngày cái 200 mấy, 250, 300 gì đó. Dạ. Rồi hai đứa nó gặp nhau đặng bây giờ nó mới sanh nữa. Là gặp nhau trên Bình Dương vợ sao? Bình Dương gặp nhau vợ sao? Rồi có con rồi phải không? Dạ, đứa con nó mới xa đầy tháng 3-4 bữa trước. Rồi cái nhà này là sau này ai ở ngoại? Theo ngoại tên này cho bé Thư. Vậy nè chú, cái bên hông này đó thì ý cho thằng cháu rồi. Bây giờ chú nếu mà khoan cái nước cho ý á, xích đi sao muốn khoan chỗ nào cũng được hết. Là lùi về sau hả? Đất bên đây cho cháu nữa hả? Đất bên đây cho thằng cháu ngoại nó có gia đình rồi. Rồi nó nói ngoại ơi con biết cái chỗ nào mà có cái trời gì cho con xin bên hông này đi. Rồi giờ cháu ngoại của ngoại ở đâu? Cháu ngoại tôi là ở gì Bình Thuận cái gì đó. Rồi cái
cha mẹ nó thì ở nhà ba. Rồi về nó xin không lẽ mình cho nó rồi không lẽ mình vào làm gì nó kỳ quá. Dạ, rồi, rồi rồi con hiểu rồi. Rồi bây giờ cho tôi xin miếng này đi, người ở sao muốn cỡ nào cũng được hết. Vậy là ngoại phải cho con dời cái khoan giếng ở sao ha. Khoan giếng đi sao? Dạ. Chung nhà dạ. Chung đòi với chuyện ấp đâu biết hết rồi không sao. Rồi rồi. Dạ. Thì chú cô làm giấy tờ đàng hoàng coi con đi nhận thuốc về hả? Dạ. Trời đi đổ mồ hôi một kia dữ hả? Dạ, xa lắm hả? Vậy? Cho chú mượn kẹp coi. Đâu, đó. Ăn cơm chưa? Dạ rồi. Là tháng nào cũng đi lãnh thuốc cho dạ, ngoại. Uống được 10 ngày à? 10 ngày. Dạ. Là ngoại bệnh gì? Bị lao phổi á. Ngoại lao phổi luôn rồi bây giờ tai biến nữa. Dạ. Hay, bây giờ khổ ha. Nói nghe nè, ngoại con nói là di về cái chỗ nào đó chỉ chú coi. Đâu nè, là cái nền này là sẽ cho cậu con hả? Dạ. Tại hôm qua con không có biết rồi xong cái tại hôm qua con không biết á, xong rồi ngoại mới nói sao. Hôm qua không biết hả? Dạ, con đâu có biết đâu. Rồi tính là đặt khoan ở đâu? Giờ làm để xíu nữa con với anh Khang là dời cái này ra cho mấy chú khoan ở đây nè. Xong cái này là cái gì vậy? Dạ cái này lúc trước là chuồng gà. Ừ. Để con với anh Khang dời ra. Là dời cái này ra? Dạ. Thì ngày mai con cứ nói bên ấy đi. Rồi nữa chú xây nhà vệ sinh ở đâu? Vô trong á. Vô trong xây luôn hả? Dạ. Ồ, vậy phải đặt ống rồi. Nói chung là cái nền này lại giữ chữ để cho người cậu của con gì đó phải không? Dạ. Vậy kiểu chú... như là chú khoan ở đây nè, xong rồi chú đặt ống để cho nó chảy nước ra chỗ mấy hiên á. À là để cái bùn nước bên kia. Dạ. Ngay chỗ cũ á. Chỗ cũ ha. Dạ. Cũng được, thì tùy con thôi, thì nhóm nào tiện thì tiện, chú thì đâu có biết đâu. Thì ngày mai đó, ngày mai thợ ta vô đó con coi nói chuyện với thợ. Dạ. Nói cái nền này là cho người ở kia phải không? Dạ. Ừ. Tại hôm qua con không biết. Ừ. Nói nghe nè, con thường thường con mặc quần áo size mấy nè? Dạ con cũng không biết nữa. Không biết luôn. Có mua bộ quần áo bộ mới lần nào chưa? Dạ con nói rồi là từ đầu rồi là chưa. À quên ha, chưa. Người ta quần đầu quần áo ta cho. Con thích mặc áo sơ mi hay áo thun? Dạ sao cũng được hết. Sao cũng được. Bây giờ vô trong mát đây nè. Bây giờ chú hỏi, tại vì có một chị Mạnh Thư Vân đó, chị Vân hỏi chú là muốn xem cái giá của con đặng mua đồ cho con á. Con mặc quần sai mấy, xin lỗi con ha. Con thì con cũng không biết nữa. Ủa quần không biết sai luôn hả? Thì kiểu như này con chưa từng mua này, con không biết, con nói thiệt. Rồi, cô chú anh chị chưa từng mua đồ mới luôn, con cân nặng bao nhiêu ký? Dạ, 54. 54 ký. Rồi, ok. Dép, biết sai không? Dạ, 39-40 đó. 39-40 số. À. Và hôm nay chú đặc biệt báo tin cho con biết. Hy vọng cái món quà này không biết con có mừng hay không. Khi nào chú nói xong thì con tự cảm nhận như thế nào ha. Dạ. Là một chị gái sẽ dành tặng cho con một chiếc smartphone. Gửi tiền về đây để chú đưa con đi tiệm mua. Con có nhận không? Dạ nếu mà con thì con không đòi hỏi đâu, sao cũng được hết á. Ừ. Nhưng mà Mạnh Thư Vân tặng con đó, con sao, tính sao? Dạ thì cô có lòng tặng con thì con nhận. Ừ. Là một chị gái ở bên Mỹ sẽ gửi tặng một chiếc điện thoại, là gửi tiền gì đây để bảnh dẫn bé đi thế giới di động để mua tặng cho bé của chú anh chị. Bây giờ con nhận phải không? Cảm giác như thế nào khi được thông báo cái món quà này? Dạ thì trước giờ con không có từng xài phone nên là con cũng mừng lắm. Ừ. Rồi bây giờ là món quà chú cũng đã thông báo cho con biết rồi. Dạ. Và cái vị trí nước sạch là ngày mai chuẩn bị nha. Nói dạ. Chung là ở đâu chỉ người ta cho ta khoan. Ừ. Kính thưa tất cả các chú anh chị cùng biết khán giả, thì sau khi đăng tải clip của bé Thư thì được rất là nhiều các chú anh chị quan tâm và chia sẻ rất là nhiều. Hy vọng tất cả các chú anh chị cứ để lại một bình luận như thế nào để bạn tiếp tục cũng như là cập nhật cho tất cả các chú anh chị cùng biết khán giả với Mạnh Thần Vân được xem cái cuộc sống thực tế của bé Thư như thế nào của chú anh chị. Bây giờ mới biết cái hoàn cảnh của bé Khang thì cũng tương đương giống bé Thư như vậy. Hai chị em sống đùm bọc lẫn nhau, cũng ba mẹ cũng là tan vỡ và Mạnh ai cũng có vợ khác. Bởi vậy thì bạn
mới hỏi về bé Khang trên đầu clip đó chú anh chị. À, thì hai bé sẽ có món quà cũng như là quần áo, đồ, đạc. Chị Mạnh Thường Vân bên Mỹ sẽ gửi về cho con nữa, một thùng nữa. Dạ. Để cho con có đồ con xài. Mừng hả con hả? Dạ, con cảm ơn. Vừa có quần áo, giày dép và sẽ có cái điện thoại cho bé. Nhưng mà chú dặn nè, điện thoại không nên cho số bất cứ, không nên liên lên mạng để mà này nọ, không có tốt ha, chú dặn trước. Để sau này nhận cái phone gì chú còn chỉ con nữa để mà nghe gọi với ngoại hay là liên hệ với bên địa phương ha. Dạ. Chính quyền như chị Hà hay là chú kia hôm trước đó, để liên hệ với những người đó để người ta biết đường. Tới ngày người ta cấp thuốc người ta sẽ gọi về cho con, hay là có quà từ thiện người ta sẽ gọi cho con để điện nhận cho nó tiện hơn. Tại vì máy của ngoại nhiều khi nói chuyện không có nghe được, nó bị hư loa rồi. Dạ. Ha. Như vậy đi. Rồi bây giờ thì Bằng Bảnh xin gửi lời cảm ơn tất cả chú anh chị cùng quý khán giả. Và sau khi nghe thông tin này, con có lời nào gửi lời cảm ơn đến cô Vân không? Dạ, con cảm ơn cô Vân rất nhiều luôn á. Con không biết nói gì hơn đâu, con cảm ơn cô Vân. Rồi. Rồi chúc con nhiều sức khỏe nha. Kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả, sau khi Bảnh nhận được thông tin của chị Vân thì Bảnh rất là mừng. Chị Vân sẽ giúp đỡ cho bé để có cái động lực để sáng hơn. Và cái về việc học của bé thì bé đã quyết định từ bỏ. Dạ. Bởi vì Bảnh rất là buồn, nói chung là việc Bảnh tưởng rằng là ba của bé Khang là hiện tại là còn độc thân, là không có lấy vợ nữa, ai ngờ thì ba bé Khang đã có vợ mới và xây dựng một cuộc sống đi làm hộ trên Bình Dương rồi. Bây giờ thì chỉ còn hai chị em sống cùng với bà ngoại thôi. Như đầu clip bé Khang cũng nói thì muốn sống cùng với bà ngoại thì thương bà ngoại. Bà ngoại từ xưa tới giờ đã đi hái rau, luộc bông súng để mà nuôi các bé. Bây giờ bé Thư đã chấp nhận không đi học nữa, nhưng mà có Mạnh Thường Vân cũng hỏi góp ý. Và không phải riêng Mạnh Thường Vân, với khán giả muốn cho bé Thư nên làm gì, hãy để lại một bình luận để cho bé Thư được biết và để tham khảo chú anh chị ha. Dạ. Bây giờ thì Bảnh xin gửi lời cảm ơn tất cả các chú anh chị với khán giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.